Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ sửa con DJI Mavic Pro do hôm bữa mới bị rơi. Bị đứt mất cọng dây điều khiển gimbal với lại dây truyền hình ảnh. Nên hôm nay mình quyết định bung máy ra để sửa. Giờ bỏ này qua bên cho gọn cái đầu pin. Mình sẽ sử dụng tua vít 6 cạnh loại nhỏ nhỏ thôi, như T5 hay T6 vậy. Và phía dưới bụng 1, 2, 3, 4. Giờ mình sẽ tiến hành khá là căng thẳng. Nãy mình quên nói là còn hai con ốc ở phần đuôi, nếu không gỡ được thì sẽ không lấy được cái phần nắp lên. Khi gỡ phần nắp nhớ để ý phía dưới đuôi sẽ có một cọng dây GPS, nếu mà bị đứt thì sẽ thay thế rất là tốn tiền. Hai dây phía trước là hai dây cảm biến, còn hai dây phía sau là hai dây của gimbal. Chúng ta nên dùng cái cây màu xanh này cho nó khẩy khẩy lên cho nó mềm. Chứ nếu dùng tua vít khởi trực tiếp thì nếu không may sẽ bị mớp thì lại tốn tiền. Tiếp theo là gỡ bốn con ốc mình vừa mới chỉ để lấy phần gimbal ra để tháo thay thế cho nó dễ. Còn đây là linh kiện thay thế mình đã đặt ở trên Amazon. Giờ thì mình sẽ tiến hành thay thế nó. Có giá khoảng 2 triệu mấy tiền Việt Nam. Không biết ở bên Việt Nam thì giá linh kiện bao nhiêu, nhưng mà bên đây là như vậy. Khá là mắc nên các bạn chơi nhớ cẩn thận. Bây giờ tháo hai con ốc để nối trục gimbal với lại phần chip. Giờ phải bóc siêu em nữa. Phẫu thuật chữa lành đôi mắt cho em nó.
mình sẽ gắn dây lại. Cái cọng dây màu trắng này là dây cấp nguồn của gimbal. Khi lắp vào máy nhớ, các bạn nhớ ghim vào, chứ nếu không thì gimbal cũng sẽ không hoạt động. Ok, sau khi gắn xong thì mình sẽ tiến hành đưa gimbal trở lại máy bay. Lắp ốc theo trình tự như ban đầu. Kiểm tra một lần nữa để chắc chắn là các khớp không bị lỏng và các lỗi đồng bên trong không có bị cong hoặc móp méo gì hết. Nhẹ nhàng. Cả một đống tiền, nếu không nhẹ thì chết. Khi kiểm tra xong thì bây giờ mình sẽ lắp GPS vô và gắn pin để kiểm tra thử coi gimbal đã hoạt động chưa. Rồi mới gắn ốc, nếu không lại mất công tháo ra và hết cả người. Máy đã lên, có vẻ như gimbal đã hoạt động, cho nên bây giờ mình sẽ gắn ốc. Do nằm trong khu vực bị giới hạn độ cao nên mình phải test thử trong nhà, nên phải gắn bộ vào bệ cánh này vô chứ không thôi lại rớt nữa. Ok, sau khi lắp đặt xong giờ mình sẽ mở ứng dụng DJI Go 4 lên để check lại gimbal. Hơi mờ một chút.
có vẻ như đã hoạt động tốt. Khá là vui, chưa biết kết quả như thế nào. Vừa ngồi ăn khô, vừa ngồi đợi kim bộ cân chỉnh. Khoảng 83% là sẽ được. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi clip này của mình. Nếu thấy hay và hữu ích thì để lại cho mình một like.